Là nhiệm vụ của họ, họ làm trước rồi. Mình thua rồi, mình không chịu ra. Để nè, có bản thông báo nè. Trời ơi, xe đụng Hiếu rồi. Trời ơi Hiếu. Hiếu bị xe đụng rồi. Trời ơi Hiếu. Hiếu bị xe đụng rồi. Xe ở đâu mà đụng? Hiếu. Hiếu ơi. Trời ơi. Em tôi. Ủa vậy là đây, xong thua thôi, thua nhảm vậy ta. Happy birthday. Là tôi ngủ ngoài hả? Em không tin hả? Thì đó em đi tìm. Biết không? Linh biết không? Có biết. Thì biết em đi tìm đó, em bảo cho anh ra đó. Thì kêu chơi luôn đi tự nhiên. Linh đang nói chuyện đúng không? Lúc mà Linh nói các bạn không tin. Nhưng mà thật ra là Linh biết thông tin này còn trước Hải. Tôi chả biết ai nói là anh ơi, bây giờ chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ nè ABCD. Trời ơi. Em bị hại. Sao vậy? Xe nào đụng em? Qua đường xong dùm. Xe cứu thương đụng em. Đường xong nó cứu luôn hay sao? Mà xong rồi vậy. Mày vô dụng. Bây giờ cái chỗ này có thể treat lại thành drama giống như hôm sinh nhật cũng được nữa. Cãi cọ nhau xong rồi đưa bánh kem vô. Không chịu, không chịu, đưa bánh kem vô Happy Birthday Lâm nha. Bây giờ bánh kem chuẩn bị sẵn rồi, giờ tự xử cái vụ này. Mình ăn giùm tao ngu không vậy? Ủa sao mình nói là trong bụng mình. Xong rồi. Không. Là có cần cái cầm chai tương ớt không? Không có, ăn em sẽ bỏ một cái vô túi quần của em. À. Lúc mà họ nói họ ăn hết rồi em sẽ moi ra. Ngân. Vậy? Tôi không muốn quánh bà đâu Ngân. Diễm. Ngân, đừng vậy mà, tôi bị ấy rồi Diễm ơi. Tôi bị dầm trong tim. Vậy à? Ừ. Ngân có đem chi à? Hả? Giao cho Ngân học hành sao rồi? Ngân bị lưu ban. Giờ bà chị anh dầm vô tôi mới biết là thiệt, tôi đúng thiệt á. Bà chị nào? Chị, bà chị anh á. Vô quá hả? Ừ. Dầm sao? Cái mặt cứ... Quy ơi đừng vậy mà. Ý là dạ chị bắt đặt quá Quy ơi. Trời ơi Quy ơi tập về phát lên sao Quy ơi, sự nghiệp của em đi. Dạ ngày hôm nay là sinh nhật rất vui và ý nghĩa của em. Chính vì vậy cảm ơn chương trình. Mệt hoài hoài. Rất là vui và ý nghĩa của em. Vui hơn nữa là hứa đâu. Và ngày hôm nay tất cả anh em đều ngủ sướng hết. Hôm nay nữa thì cảm ơn anh em rất là nhiều. Ý nghĩa. Nhân văn. Chỉ có trong chương trình. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình. Một không chột cũng vậy. Nhan. Im lặng. Bây giờ nói đi, chai tương ớt ở đâu? Em im. Để coi. Để coi cái miệng của các người cứng hay chị là cái máy này nó cứng. Chị. Nói. Ai lấy đi rồi? Ai lấy đi? Ai? Hả? Chị phải nói ai? Chết rồi. Bị dính bu rồi. Ai lấy vậy? Tiến Linh lấy đi nè. Tiến Linh là đội anh á. Dạ, không biết đúng không? Dạ. Tiến Linh lấy đi nè. Áo trắng đúng không? Ok, cảm ơn nha. Hồi nãy tụi anh giỡn thôi. Tụi anh tiểu phẩm thôi chứ không có gì hết. Dọn giùm tụi anh nha. Giờ tụi anh không biết dọn sao nữa. Dọn giùm nha. Anh cảm ơn. Em đang sạch cái gì? Em sạch cái gì? Con có chầm chị tương ớt đâu rồi? Đâu có tương ớt đâu má. Cái gì nữa? Má xà anh. Kêu mẹ già ra. Mẹ già đâu rồi? Tiến lên được chưa? Tiến lên. Lấy được chưa? Được rồi đúng không? Linh nó bình tĩnh vậy là chắc ok rồi. Đừng ăn. Nhưng sao tự nhiên kêu vô đây rồi đừng ăn. Đi đi. Thôi gấp đi đi. Hả? Đi gấp đi. Là anh không cần ăn hả? Ăn giỡn á. Kém vậy? Kém vậy. Linh bị sao ta? Giờ anh gấp hả? Xong rồi kiếm cho tương ớt không ăn xong hết. Ăn hết rồi đi em. Xong hết rồi. Ý là họ phải ăn hết cái này. Xong hết vậy rồi. Vậy thì bây giờ mình mời mọi người đây đi. Đúng rồi. Ăn đi, mình ăn luôn đi. Mình ăn giùm tao ngu không vậy? Ờ vậy ta. Ủa sao mình nói là trong bụng mình. Xong rồi. Không. Là có cần cái cầm chai tương ớt không? Không có, ăn em thôi. Sẽ bỏ một cái vô túi quần của em. À. Lúc mà họ nói họ ăn hết rồi em sẽ moi ra. Ngân. Vậy? Tôi không muốn quánh bà đâu Ngân. Diễm. Ngân. Đừng vậy mà, tôi bị ấy rồi Diễm ơi. Tôi bị dầm trong tim. Vậy à? Ừ. Ngân có đem chi à? Hả? Giao cho Ngân học hành sao rồi? Ngân bị lưu ban. Đã làm nhiệm vụ anh Ngân ơi. Đùa đâu ai kêu đâu. Kêu chờ mà. Em đâu biết đâu. Nhiệm vụ bất ngờ, nhiệm vụ bất ngờ. Ngân. Cái gì? Sao có đồ nhậu mà Ngân không chia cho chị em ăn? Đâu Ngân. Tiến lên. Ngân. Giữ giùm anh cái. Ủa sao nói à? Giờ vô phòng chờ chờ. Là hai anh em tôi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất quá trời nói luôn. Cho tôi con cá đi. Anh biết mắc ngôi sao không? Cho tôi con cá đi. Ê, đánh bớp gì đó? Đánh bớp. Thì ra mấy người phản phúc. Phản phúc gì đâu anh? Mấy người nói là mấy người hả đồng lòng hiệp lực. Mà mấy người mang sao tôi mọi người đi bỏ. Thôi. Massage, massage. Thôi phải. Ủa sao không ai kêu tụi tôi ra vậy? Tôi không hài lòng. Khách mời không biết chưa, anh Sang ơi.
sao mọi người chạy ra chạy vào tán loạn thế? Bảo khách mời hả? Giờ em không biết làm gì cả anh Giang ạ. À. Hải, qua đây. Dạ. Đây, khách mời tôi hiền khô luôn á trời. Ngồi khóc, hỏi cho vậy, nhớ vợ con đi nha. Đây, đó, ngồi hả trong phòng khóc. Tôi với em phải ngồi làm nội dung với nó. Làm nhưng mà trong đó không có ghi hình được nhiều, chỉ có CCTV thôi. Tội nghiệp làm nội dung hay lắm. Góc tường bên kia là sao của Huy á, anh Tuấn, sao em nằm trong á? Ủa sao vậy? Sao tự nhiên? Rồi giờ sao? Ủa sao tự nhiên quăng sao của tay nó đổ dùm lắm chân vậy? Quăng đâu vậy? Đứa em xong rồi. Bây giờ còn em thôi. Em làm cái này. Quăng đi hết rồi. À đây. Ủa cái miếng giấy rồi, nó trơn rồi. Ủa cái giấy ghép sao đâu? Ghép sao rồi? Huy ơi, Huy ơi, tụi nó giấu hết đồ rồi. Tưởng thời tôi chơi nên gì vậy? Rồi cũng không ngờ, nhưng mà bây giờ chị sẽ công bố kết quả của nhiệm vụ này. Nghĩ gì luôn á? Để em biết cầm đâu, để lụm qua đây. Robot nhanh anh. Dạ, để em giải robot cho. Anh tô một màu thôi à? Huy, nói gì không nghe. Xong rồi, kết quả của cái game này đã xong rồi. Mình thua. Thì tao có biết gì đâu. Nhưng mà bây giờ mình làm kia thôi. Nhưng mà bây giờ chị sẽ công bố xong rồi tới cái hai là Happy Birthday. Cái gì? Không lên thua à? Rồi. Dẹp cái khô đi, dẹp hết cái khô luôn đi. Dẹp cái khô luôn nè. Dẹp cái khô đi mà giấu cái khô đi. Tại nhiệm vụ của họ là trước rồi. Mình thua rồi, mình không chịu ra. Để nè, có bản thông báo nè. Trời ơi, xe đụng Hiếu rồi. Trời ơi Hiếu. Hiếu bị xe đụng rồi. Trời ơi Hiếu. Hiếu bị xe đụng rồi. Xe ở đâu mà đụng? Hiếu. Hiếu ơi. Trời ơi. Em tôi. Bây giờ chị sẽ ôi, vậy là thôi 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 nhảm đi ta. Happy birthday. Là cho tôi ngủ ngoài hả? Em không tin hả? Đi đón đi tìm. Biết không? Linh biết không? Có biết. Thì biết em đi tìm đó, em bảo cho anh ra đó. Thì kêu chơi luôn đi tự nhiên. Nào nói chuyện đúng không? Lúc mà Linh nói các bạn không tin, nhưng mà thật ra là Linh biết thông tin này còn trước Hải. Tôi chả biết ai nói là anh ơi, bây giờ chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ nè ABCD. Trời ơi. Em bị sao vậy? Xe nào đụng em? Qua đường sông dùm. Xe cứu thương đụng em. Đường sông nó cứu luôn hay sao? Mà sống luôn vậy. Mày vô dụng. Bây giờ cái chỗ này có thể treat lại thành drama giống như hôm sinh nhật cũng được nữa. Cãi cọ nhau xong rồi đưa bánh kem vô. Không chịu đưa bánh kem vô Happy Birthday Lâm nha. Bây giờ bánh kem chuẩn bị sẵn, giờ tự xử cái vụ này được không? Đợi bên này là làm gì? Em nói em tìm chai tương ớt với lại gấp 50 cái sao. Đúng rồi. Em chỉ biết tìm chai tương ớt thôi chứ không biết tìm này. Lần đầu phải chơi game show. Em phải giấu. Mà cái vấn đề nó không bao giờ đợi mình luôn. Giấu luôn cái đồng đội á. Giấu đồng đội luôn. Giấu đồng đội luôn. Vô mà tiểu phẩm ơi, bên kia hình như người ta đang làm gì kìa. Thấy cái đâu? Thì em đi tìm trong kia là em đi tìm. Mà em tìm hoài tìm được. Đội mình đi coi đi, có nhiệm vụ vậy nè, đừng nói ai biết nha. Không. Bên ngoài kia hả, đội kia hình như đang làm gì mình đó. Đang làm cái gì đó. Hãy ra coi coi. Tao có kể đi tụi nó cho nhau. Kìa qua đội bên tôi là ok rồi. Bên tôi là cái tông hề ngoại hình vậy đó. Đâu kêu là em đâu muốn ngủ trong. Vậy hả, muốn ngủ hoài. Trời ơi thì ra là... Mà người ta báo cho nó nhiệm vụ, nó giấu đồng đội đó luôn. Tự nhiên mở cửa là thấy nhốn nháo chưa, cái cũng sốt ruột. Mà hỏi ủa là sao em? Có anh nhắn tin cho em kêu đi tìm tiên hết. Nãy em đi tìm nó, mà sao em báo? Thì em không có biết mấy cái này, em chỉ biết cái chai tiên ớt thôi là em đi tìm tiên ớt. Vô có tìm đồng đội à? Không tìm đồng đội giúp. Không rồi. Mà cũng không biết làm là 50 ngôi sao á. Thì em để anh vô anh báo không à. Xong tụi em chạy quá trời quá đất. Ôi chạy tán loạn luôn. Còn mà có báo mà. Thì bị muộn rồi. Em kể cho nghe em nhớ rồi. Hèn gì á, Thái Linh á nó cứ đi hết chỗ này á, nó lục tủ lục này đó. Ủa sao kỳ thằng này sao nhiều chuyện lục tủ ta. Mà im im. Mà không có nghiệm. Nghĩa là người ta sẽ để qua đây để máy bắt thôi. Ông đi kiếm đồng kẹt trong hốc. Không, mà thà ví dụ như là mình có nhiệm vụ phải không? Anh Tuấn ơi, mình có nhiệm vụ nha anh. Mình nói vậy, đừng nói cho đội kia biết nha. Không, ra ngoài kia, thấy đội kia ra ngoài kia cái mà nóng ruột, hiểu không? Anh ơi, bên kia ngoài kia người ta đang xếp cái gì đó. Thôi kệ đi, tụi nó dựng chuyện á.
Không, anh ơi, anh Tuấn ơi, anh Tuấn đi ra đây, anh Tuấn rồi. Là bắt đầu phải chiều đi theo mới ra, cuối cùng mới biết á. Tuấn quay behind the scene. Của anh Tuấn behind the scene. Mà có hai chai, một chai tương ớt 2kg, và bên đội đây kiếm chai gì? Em chai nhỏ, chai nhỏ đúng không? Em thì kiếm chai 2kg, mà vô tình em kiếm chai của ông nội này trước. Là biết chai này trước, xong rồi em bỏ đi ngay chỗ đó. Em đi kiếm chai của em. Em lấy chai của em xong thì em biết nhiệm vụ của bên đây. Em qua bên đó em lấy chai đó. Em tặng cho bà Lâu Công. Em nói chị đem về nha, em ăn cho ăn nhớ đến em nha. Có càng không? Có càng thấy không? Có. Bà thủ tiêu hai bà luôn. Ọt ta hai người đó. Vì chai tương ớt thôi đó. Rồi bà đâu đem về, bà chỉ đội em đây. Bà chị, rồi cái ông này vô là lấy lại của bà đúng không? Thì em thấy vô trong đó mà, thì em vô chạm vậy. Rồi lấy lại của bà chị đó luôn. Đâu rồi chai tương ớt đâu rồi? Ê, anh nói em mới linh lại cái lúc mà mở tủ. Em tưởng đâu là house tour. Đang khám phá. Cái anh mới nhìn, ủa sao Linh nó không ngồi chỗ đi, nó có đi hết chỗ này, nó móc chỗ kia, nó khều chỗ nọ, nó moi chỗ nọ, rồi nó kỳ vậy ta. Sao mà không còn diễn chứ. Anh ơi, mấy anh ơi, đội kia hình như đang làm gì kìa đó. Mà vui nhất là nguyên đội tụi em đã ngoài đó rồi. Đúng rồi. Chỉ còn đội mình thôi. Thì nói thẳng ra luôn đi, có nhiệm vụ nè mấy anh, vậy luôn đi. Không. Không, có chuyện rồi mấy anh. Có chuyện luôn đi. Không có. Mà nãy giận cố diễn. Anh nói như vậy luôn. Là giả hay là thiệt? Không, bận rối nha. Bận rối. Đáng lẽ tâm lý bây giờ là chết, dính bẫy rồi, đúng không? Dính bẫy rồi. Con này vô vẫn dương vậy hả? Không, mày thấy thương lắm. Thấy thương mà. Kiểu như là muốn ra nhưng mà không có dám nói. Con mày kia làm dữ lắm anh ơi. Kêu ra mà không dám. Xong rồi á. Kêu mẹ già đó, mẹ già. Ôi, tụi nó dựng chuyện, tụi nó quay bị hại, xin anh nằm ngủ xíu đi. Nằm ngủ luôn. Thôi, khùng quá. Thôi vậy là... Chơi là chơi tới bến luôn. Giấu cái đồng luôn. Hôm nay là chúng tôi lại bị một cú úp sọt. Chúng tôi không cam tâm. Hả? Trời, sao không cam tâm nữa? Em ơi, đội em là cái đội gọi là được quá trời sự bao bọc. Ơi. Bao bọc ở đâu? Hồi nào anh? Anh là con chị Thắm. Anh ơi, cái ruột của anh còn dính cái ruột chị Thắm kìa. Tại vì cái mối quan hệ của tôi và má tôi đã bị phanh phui, nên bây giờ má tôi kiệt đường sống của tôi. Rồi sao? Chúng tôi không phục, chúng tôi muốn chơi lại từ đầu. Thôi mày rảnh quá. Hồi nãy á, mà may ra đội này hả, đi toilet thấy âm thanh rồi mới biết thôi, nhưng mà cái đội trưởng của tôi không biết luật chơi. Đội trưởng của bên em cũng vậy, không biết luôn. Đúng rồi. Đội trưởng của tôi là rất giỏi trong cái việc giấu kín, giấu đội tôi luôn. Tôi thấy là cái này là có sự can thiệp. Không có, với lại đứa ba ta ở nhà cũng hay ăn cắp giặt á, cho nên á hả, đi anh... chỗ nào á cũng giờ móc đồ coi, cho nên mới biết được cái hình thôi. Thôi. Chứ người bình thường ai mà rửa tay mà dùng móc lên vậy. Vậy là tay trong, đứa ba là tay trong rồi, quê kiếp rồi, biết đề trước rồi. Trời ơi. Rồi giờ làm sao? Nãy giờ cãi lộn quá nè. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21:15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Thôi, em là em không phục, em là muốn chơi lại. Đúng rồi. Chứ anh... mà chơi ông nội người ta, chơi biết đề mà chơi, mà chơi kiểu là không cho đội trưởng người ta biết đề mà ai mà chơi. Trời ơi. Thôi mạo người làm sao làm, tôi không làm. Mạo người là cái gì? Mạo người là gì? Mạo quá, quá rồi. Mạo người là gì? Mẹ phụ coi. Không, tự thử đi. Nói chung là tôi thấy chơi lại, tôi không thấy không phụt. Rồi em có cần tôi đi theo em không? Bây giờ anh có thấy hợp lý anh đi không mà thôi. Thôi vậy thôi, tôi thấy hợp lý. Anh nghĩ quay. Nghĩ ra anh về đi anh ơi. Trời mẹ ơi. Anh bỏ anh nhiều rồi. Đúng rồi, anh đã đầu dạy anh thôi. Anh phải thua một lần đi. Tôi thua mà thua, ví dụ là chơi mà chơi đối kháng không thua không tính. Này chơi mà chơi đường sau mà thua. Chơi đường sau. Em thấy là chơi game công bằng, em chơi trước giờ công bằng. Bây giờ làm sao? Vậy tự nhiên cái sao? Thì thua rồi thôi. Không, thua chơi lại chứ. Thì thua chơi lại ba. Tại Quy nó không vui thôi. Con chơi game chưa dần thua nha. Vâng. Game này con chưa chơi thua luôn rồi. Vâng. Bây giờ nói với lại BABT đi. BABT là gì? BA và BD. BD. Nói BD đi. Bây giờ cho chúng tôi chơi lại đi. Chưa chơi mà thua. Ừ. Tôi phải cho Hiếu ngủ trong. Thôi vậy thôi. Chơi lại là biết liền. Rồi, chơi công bằng đi. Không có trọn vẹn, không viên mãn gì, không vui. Chơi công bằng đi. Chơi viên mãn về cứ đợi sao biết được. Hả? Không biết được đâu trời. Nói chung bây giờ hồi cũng sướng luôn, mình là mình out. Anh muốn phòng cho em. Thôi đi vậy thôi. Ừ đi. Con là ít mà giận ai lắm. Con thấy là tào lao. Gì vậy? Ủa giận thiệt anh ta. Gì thêm năn nỉ. Chưa bao giờ em thấy ổng có thái độ này luôn á. Ê. Thôi tự nhiên chơi mà. Bây giờ hỏi mẹ chứ giờ hả? Chơi vậy mà ai mà chơi được tào lao. Chơi đi chứ lâu lâu Linh với lại anh Hải mới tới đây chơi mà. Thì để lại cái chơi sao đẹp chơi, đâu có game mà chơi. Không ấy là chơi bất kỳ game nào thì nó chết sao. Giờ một là mẹ cho con ngủ trong hết, hai thôi. Tụi con là vậy. Bây giờ cho chơi lại đi. Chơi lại không? Cho chơi lại đi. Chơi lại mà đợi bên kia đồng ý chơi lại không à? Bây giờ 9 người nè, bây giờ không nói nhiều. 9 người nè. Bây giờ nè. Ai
ai mà ok trở lại á thì giơ tay. Một lần đội em 5 người rồi, ai cũng ngoài hết. Ok, okay. Okay. Thôi tụi em chơi lại đi. Ê Lâm, thôi tụi anh xỉn rồi. Anh về anh nghỉ đi, xỉn rồi. Không, anh nói thiệt, Vinh tích thiệt. Bây giờ em tư cách là một người làm show. Cái gì vậy? Thí dụ em trong đội anh em tức không? Không, em vui thôi, em ngủ đâu được. Không, em xong dễ dãi vậy. Em ngủ hả? Ngu. Ok. Chứ giờ nhiên chơi vậy mình sao chơi? Chơi lại đi. Lấy hình sao? Chơi, giờ set game là không được thôi, với em sao không được. Chơi chơi, chơi. Chú lộn đi, giờ được ra mà co. Giờ một một. Bây giờ chơi lại gấp sau. Cái ai gấp 50 trước là thắng. Hai đội chơi không? Rồi, búng gấp sao chứ em đâu biết gấp sao. Chứ anh gấp gì? Mình đếm sao? Bây giờ lấy cục đá đập đầu. Đứa là trả máu chứ. Gỡ ghẻ. Gỡ ghẻ đi. Rồi. Thôi không chơi, không là không phải ngủ luôn, không là ngủ không ngủ sướng luôn. Còn không nằm đi ngủ luôn. Ờ ok. Rồi ba. Thà vậy. Ghê quá. Thà vậy em phục. Bây giờ đó bên đội thắng đó, bây giờ chị Thắm kêu là một là chơi lại, hai là bây giờ ngủ sướng ngủ khổ là ngủ ngang nhau. Vậy sướng hết đi. Sướng hết đi, cũng xứng đáng mà. Không 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 không, chơi đàng hoàng, mang nhục lắm em ơi. Trời ơi, nãy giờ con chó mà giờ kêu mang nhục. Anh mà sợ nhục cái gì vậy? Ủa, ta là chó mệt rê khác em ơi. Bây giờ mình đi làm ra rụt lại đi chứ mà tụi em không chơi là về đâu. Thôi em chơi lại đi. Thiệt hả? Thôi tụi em chơi lại đi. Ở đây, bây giờ luật này là luật của tụi em. Rồi. Lấy cái luật ra. Sinh nhật hả? Sinh nhật đâu có ai sinh nhật đâu. Ai sinh nhật đâu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Chúc sinh nhật Lâm nha. Chúc sinh nhật nha. Trời ơi. Hát bài nha. Rồi hát bài. Giờ đây. Phải nói nha. Thằng Quy nó diễn lâu thiệt luôn. Lâu luôn. Không ai phụ hết trơn á. Hèn chi nó sao nay xấu tính vậy. Ê, đợt trước là có anh Tuấn phụ em. Đợt này kêu mẹ già. Anh không biết sinh nhật ai hết á. Mày dành cái chỗ ngủ mày dành chi mà dành quyết liệt vậy. Mà nó diễn lâu quá. Lâu ơi là lâu. Chúc mừng sinh nhật lão Phật gia. Trời ơi, tối nay. Hết rồi. Trời ơi. Lâu ơi là lâu luôn. Lâu vậy tâm lý gì mà lâu dữ vậy. Huy ơi, lâu quá thì em không đi đóng phim hả Huy? Quên hết em. Ờ mà anh kể được. Không tôi hiểu. Anh phải nuôi hết tâm lý, anh tự diễn ba vai luôn. Trời ơi, vậy mà bà chị anh cũng không biết luôn. Bà chị anh cứ mặt cứ ngơ ngác, y chang bà má em ngày xưa vậy đó. Sao mà cứ sao mà. Ngày xưa em có tặng anh món quà là cải lộn sinh nhật, hiện nay anh nặng lại em. Trời ơi, cảm ơn anh Huy. Mà bạn với tôi đồ à, mình sẽ diễn vậy vậy vậy. Diễn. Rồi xong đó, hồi nãy qua ghế tôi được vậy rồi. Ngủ luôn. Cái gì? Thôi, khùng quá. Là biết rồi, thì chỉ cần là... hay quá. Thì thật đi là xong. Tại vì vậy là bị tới lui hoài. Vậy bị hổn. Không không phải, không phải, không phải, không phải. Em bị chiếu phong thủy từ cái gì mạo người. Em nói chữ mạo người cái là đi luôn rồi. Mà bị tắc tiếng bị mạo. Ờ không ai phụ hết trơn á, sao mà không biết luôn. Mà làm gì nè, không biết đâu. Ủa là gì vậy? Mà anh Quy gì đó giờ không có cái tính này. Em nói nên anh bị xỉn, một là xỉn, hai là bị bị có chuyện trong người ai nhập á, sao mà kỳ vậy? Bị điều khiển. Đúng rồi. Cái này phải mẹ già thì em tin. Ủa hồi nãy cái mút của anh là nói cái mút này là vô luôn. Nè. Tôi đã là hết này. Nè, hồi nãy cái mút rất là vô luôn. Thôi. Ờ. Sao không đuôi tiếp? Đến đoạn này hết đuôi rồi. Thì lúc đó chỉ cần đấy. Ủa anh cũng chơi mà sao anh giải vậy ra đi. Nhưng mà vậy người ta chủ bắt giải. Không, xong ra cái này người ta sẽ biết. Rồi lỡ đội em thua thì lý do là anh cãi. Hả? Ví dụ đội em thua thì anh lấy lý do gì? Thì anh đội anh kế hoạch cho đội em thắng luôn. Đúng rồi. Còn xạo quá đó. Rồi xạo quá. Làm gì có chuyện đó. Có chuyện đó. Hôm bữa em nhớ không? Đúng rồi. Chơi mình một cú chí mạng. Hồi nãy mà thua là kiểu khác. Đúng rồi. Nhiều kiểu vậy. Nhiều kiểu. Hôm nay thật ra nó có cái lý do như thế này nè. Trước tiên á, là cái game này á, là một cái game hoàn toàn mới và tôi biết chắc là các bạn đều sẽ bị bất ngờ hết. Và chắc chắn là tâm lý của các bạn sẽ có sự xáo trộn. Nó sẽ hấp dẫn hơn là cái game mà chúng ta đã set up cách đây một năm là sinh nhật Huy đó. Từ tháng 6 năm ngoái ha. À, ôm lại game xưa đó. Và chúng tôi cũng để thả coi là nó sẽ đi đến đâu. Và cuối cùng thì nó đi đến cái kết quả như là nãy giờ là các bạn đã biết rồi ha. Còn về cái chuyện là vì sao mà có cái set sinh nhật bất ngờ của Lâm ngày hôm nay, dù sinh nhật Lâm đã qua được 5 ngày rồi. Đèn dơm. Con đường công danh. Trời ơi, sự nghiệp tắt. Trời ơi. Quà hèn hạ, quản lý hèn hạ.
nó diễn ra nó năn nỉ đâu nè. Nó diễn nó có nói em mới tin á. Có nói em mới tin á. Không phải vậy nè. Anh ơi, tránh vô chơi. Thật ra Hòa cũng không biết là câu chuyện nó đang đẩy theo hướng nào, bởi vì chúng tôi thả để cho coi thử là nó đi theo hướng nào. Đúng rồi. Không có kịch bản fix. Anh Giang nói là diễn sinh nhật, em cũng không biết sinh nhật của em tưởng là sắp tới là sinh của ai nữa đó. Không ai mà qua sinh nhật rồi mà tổ chức. Nếu anh em là sẽ biết, anh nói thẳng với em là sinh nhật, em đâu biết. Đúng rồi, anh nói là sinh nhật, em nói là chắc sinh nhật của mấy ông mới, ông còn thủ còn còn thiết nào á. Là bọn của Hải hay của Linh thôi. Đúng rồi. Trường Giang nhìn thẳng Lâm á. Ok. Nhưng mà Lâm không hề biết là Lâm. Là luyến lại em. Thì ra Lâm biết vậy cho nên là Lâm bọc đầu qua bên đây Lâm ngồi đúng không? Đúng để rồi. Vỗ hát liền đúng không? Định hát liền. Ai ngờ bất ngờ chưa bà già. Trời ơi bất ngờ quá trời luôn á. Nếu như mà chúng tôi tổ chức sinh nhật trước ngày hoặc là đúng ngày thì tất cả các bạn đều biết và tất cả các bạn đều đề phòng đúng không? Cho nên chúng tôi quyết định là tổ chức sau sinh nhật mấy ngày. Mà đồng thời có một cái lý do nữa là bởi vì Lâm hay là cạnh anh với những cast còn lại là thì tại sao tổ chức sinh nhật. Thì ngày em điếm người của chị em ngủ không được luôn. Sao vậy? Tại vì mấy năm trước tuy là có dịch thiệt nhưng mà ekip vẫn gửi cái bánh xa xôi dịu dời. Cái này cái gì vậy? Trời ơi đó. Cao lên nó bị dướng cái mặt. Của anh làm cho em đó. Nó bị tôi cản tài. Thoại không được chịu chơi. Hiểu không? Là xa cỡ nào cũng ship về cho em. Rồi em chụp hình này nọ. Trời ơi, chương trình nhiều khi nó nhỏ nhưng mà thấy ta tặng bánh rớt mắt. Trong khi đó 2 ngày 1 đêm gắn bó bao nhiêu lâu rồi mà chớ hề anh chớ hề có một cái bánh bông lan thiệt anh là đứng ruột á bị chạnh lòng em nói quản lý thôi quà ơi em thấy là mọi người không còn thương anh nữa kinh phí không có đúng rồi thì thôi chặn thanh quá này xong cho anh ao là em định ao luôn đó thanh quá nào ở đây Hải Phòng còn Hải Phòng có quay thanh quá không chị ý là em nói sao những chặng thanh quá tiếp theo là em định vậy đó chứ chặng này vẫn tham gia chứ dựng chuyện sao vậy sao làm gì ao em ao thiệt tại dựng chuyện quá trời ơi ăn cũng ê hề rồi em cũng đi quay với anh cái show kia anh cũng được bánh sinh nhật rồi mà trời ơi cái anh đó là trong đọt biết ra người ta cũng còn có trái tim không như bà thấm 2 ngày 1 đêm ekip không ai nói gì cả cái này em có làm chứng nha lúc mà đi quay với ảnh là ảnh đăng status mấy lần rồi viết xong xóa định nhấp một cái đăng lên là phốt chương trình vậy thôi quay chương trình kia chơi đi thôi không có bậy anh ơi ý là nói cảm xúc thôi mà sợ bây giờ cầm cái bánh trong đúng 12 giờ mỗi lần nói sao nó dấp rồi thì cảm xúc ùa về. Thật ra là chúng tôi còn thêm một món quà nữa cho Lâm. Và món quà này nó nhỏ thôi. Bây giờ nhờ bạn nào cầm bánh giùm đi rồi Lâm nhận món quà này nhỏ. Giờ anh thích căn nào rồi cứ chọn căn đó. Nhỏ thôi. Em thích căn đối diện cái hồ bơi. Không, anh chỉ có được căn tin thôi. Lên nhận sổ đỏ nè em. Trời ơi. Nhẫn. Làm liền luôn đó. Bà thấm còn hôn không cái này ok cái này ok nói dụng vụ đi chỉ vàng nha tay thẻ là phải dày ra tới đây mở ra gì mấy ngày ông đêm đeo chứ không mở đâu chương trình làm gì mà dữ vậy rồi con tặng mấy cái mấy cái huy hiệu đi sao biết rồi tặng mang thuốc gì đó quế tèo lắm không cái ngón tay mà thấm không trời ơi em mặn phép nha nhưng mà nếu mà cái giá trị thì phải bùng nổ liền quà liền, liền chìa khóa mở la liền rồi, nha nghe đi ôi xe đoàn mình xe đây xe gì tài trợ ấy trời ơi anh ơi đúng rồi cái xe hồi sáng mình đi anh ơi for trên gì tỉnh nó ảo quá ảo quá cái kho nó dài lắm em ơi dài hả cái kho nó đỉnh ảo nhiều quá cái chìa khóa đó chìa khóa trong tay rồi chìa khóa nha coi chừng ngón tay mà thấm đó nhà cấp 4 2 xe 3 2 1 xe 3 2 1 anh sinh nhật này là ý nghĩa nhất cuộc đời của con hy vọng là một chiếc xe vật phẩm phong thủy sẽ liên kết lại cái sự nghiệp em sau này luôn á đúng rồi xe đi con khóc chết xe trời ơi Dây chuyền gia đình em thấy có vợ em nè con em nè mà không ai có cái ruột vậy chị mà sao không dây ngắn vậy đúng rồi dây ngắn vậy không gia đình em không ai có cái ruột vậy bữa clip ra không có ha trời em cho thuốc đồ không à không biết làm sao nữa chị bạc có nghe bạc hay là cái này là của vợ em gửi lên đó Lâm phải ơi không anh ơi bạc nha ý nghĩa là bạc như đoàn bạc như vôi hay sao trời ơi rồi. Anh ơi ngắn là đây là dây chuyền trấn duyên ngắn gì là không có đeo cổ chứ đeo gì đeo lỗ mũi bò hay gì em muốn ơi ngày trọng đại này người quan trọng nhất của em sẽ đeo cho em rồi vợ anh Tuấn nè vợ có ra không dạ không em nhờ Hiếu ạ trời ơi em là người quan trọng nhất hả vậy sao xây qua đây anh ơi xíu cổ chứ mày chó rồi sao cái cổ bự vậy không vừa thiệt anh bị phụ nề hay sao vậy anh bị phụ nề cái này là không vừa là xích chó mà sao nó ngắn gì nó không vừa thiệt rồi ok mà rồi bây giờ Lâm
tôi chia sẻ một chút về ý nghĩa của món quà này ha. Bởi vì chúng tôi biết là bạn quý cái gia đình nhỏ của bạn nhất. Và bạn là một cái người đàn ông cực kỳ có trách nhiệm, bạn làm mọi thứ để chăm sóc cho gia đình của mình, bảo vệ gia đình của mình. Cho nên là chúng tôi tặng bạn, giống như là chúng tôi ghi nhận cái điều đó, bạn là một người đàn ông đầy trách nhiệm. Nhưng ngoài cái việc là tặng bạn sợi dây chuyền gia đình thì chúng tôi còn muốn nhắc nhở bạn nữa là thật ra chúng tôi coi bạn như là một thành viên không thể thay thế được trong gia đình 2 ngày 1 đêm. Yeah. Cảm ơn chị. Vậy là rít không phải rồi. Đúng rồi. Thấy rồi, tôi giải định luôn là chắc kêu mày đi. Đi rồi đi gì, rít tặng gì? Thuốc, thuốc băng thuốc đỏ rồi. Dán ấy rồi đó. Để lần sau tỷ tặng cho mấy cái chẳng. Bên đây thành viên không thể thay thế, bên đây thành viên không thể uống thuốc. Dạ em cảm ơn ekip 2 ngày 1 đêm. Thì em cũng hiểu vấn đề này là gia đình là biết mọi người biết em rất là quý gia đình. Và đây là gia đình thứ hai của em. Thì gia đình của em ở nhà là có tổng cộng 5 thành viên thì có thể đem khổ. Không lẽ bây giờ làm sợi chuyền 100 mấy con người đeo đây. Người ta tưởng em xài bùa. Đeo nhiều quá. Sợ ngại. Sợ ngại. Cho nên cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mà mỗi khi đi 2 ngày 1 đêm em sẽ đeo sợi dây này. Mỗi khi mà mệt em cũng nhìn sợi dây này để mà cố gắng. Vì tiếng cười của ngôi nhà chung, vì cái sự thành công và mọi người yêu quý chương trình này, và lúc nào cũng cố gắng mang lại tiếng cười cho quý vị khán giả cũng như là đồng hành của anh em ekip. Trời ơi, nói thiệt là không dám. Không dám, không dám. Đẹp quá trời. Phải không dám. Ủa vậy tối nay mình ngủ đâu? Ngủ ngoài. Em đồng ý không? Không. Đúng vậy, anh cũng vậy. Hồi nãy em điêu rồi. Vậy là hồi nãy đâu phải tiểu phẩm. Hồi nãy anh đuổi đi. Dạ, với lại sinh nhật của em. Nếu mà chúng mình sinh nhật là em ngủ sướng. Em có điều ước. Điều ước là gì? Điều ước là gì? Happy birthday. Sinh nhật của em ước đội mình là tất cả anh em ngày hôm nay đều ngủ sướng. Nếu như mà điều ước thành sự thật, em sẽ vui lắm nhỉ. Bà Tiên. Nè, cái cây bà Tiên nè. Không những em mà tất cả anh em quay phim âm thanh ánh sáng, ai cũng được ngủ resort. Và ngày mai 10 giờ mới về. Bây giờ đây là một cái điều ước chưa từng có và chúng tôi cũng không tính tới. Tuy nhiên, nếu như Lâm đã thật lòng muốn ước như vậy, tôi sẽ đồng ý. Yeah! Vậy là mấy anh em chỗ này phải phục vụ tôi thôi. Bởi vậy bữa sau ước tới luôn. Đêm nào cũng vậy. Thôi về ở nhà quay luôn anh ơi. Dạ, với lại hồi nãy em thấy bạn Linh á, cái cảm giác mà bị anh em diễn vậy á, cái bạn cảm giác hơi bị tội lỗi một xíu. Thì em muốn bạn Linh gọi là thoải mái, tất cả là anh em đều diễn hết. Chứ không phải là trách bạn như thế này. Tròn thôi, em cũng biết mà. Tiểu phẩm. Em là mấy đầu thì thấy bạn ngồi cục ở dưới. Em cũng biết mà. Không, Linh biết. Mà em là người cầm bánh kem cho anh á. Ủa vậy hả? Em biết luôn á. À, vậy tối nay em phải qua bên tôi để mà xin lỗi tôi thôi. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ kết cái set này ở đây ha. Và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu sắp xếp chỗ ngủ ha. Bởi vì như tôi nói là thật ra là luôn luôn có một đội ngủ sướng và một đội ngủ khổ. Tuy nhiên đây là một cái điều ước của một thành viên trong gia đình 2 ngày 1 đêm vào cái dịp sinh nhật. Do đó là chúng tôi quyết định phá lệ sẽ để cho hai đội ngủ sướng. Sao bữa em không bước? Hôm bữa sinh nhật em cho em ngủ ngoài luôn. Trời ơi! Đúng rồi! Rắn cắn! Rắn cắn luôn! Em nhớ! Anh nhớ rắn cắn không? Em nhớ! Ba anh em mình đó! Vì sao? Mày không có khai sanh! Trời ơi! Đồ trôi sông lạc trời! Trời! Cái dây rúng của bà Thẩm nè. Kể từ nay bây giờ mới ta chỉ là con ruột của bà Thẩm. Xin mời hai đội trưởng lên nhận cái thẻ ngủ sướng tối nay. Đây là lần đầu tiên trong chương trình này nha. Đây là lần đầu tiên. Chào mừng các bạn đến với truyền hình thực tế. Nhờ bà chị anh dặm vô tôi mới biết là thiệt, tưởng thiệt á. Bà chị nào? Bà chị anh á. Vô quá hả? Ừ. Dặm sao? Cái mặt cứ Quy ơi đừng vậy mà. Ý là dạng chị bắt đặt quá Quy ơi. Trời ơi Quy ơi tập này phát lên sao Quy ơi, sự nghiệp của em đi. Dạ ngày hôm nay là sinh nhật rất vui và ý nghĩa của em. Chính vì vậy cảm ơn chương trình. Mệt hoài hoài. Rất là vui và ý nghĩa của em. Vui hơn nữa là hứa đâu. Và ngày hôm nay tất cả anh em đều ngủ sướng hết. Hôm nay nữa thì anh em rất là nhiều. Ý nghĩa. Nhân văn. Chỉ có trong chương trình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Tối nay còn một cái nữa. Cái gì vậy? Mình ngủ xong chương trình ra đứng đây sẵn còn đợi mình đi ra vô nữa. Đi thôi. Happy birthday to you. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.